Giang xây dựng sửa chữa hoàn thành 38 trong tổng số 47 trạm y tế cơ sở của giai đoạn 2014-2016, phục vụ tốt nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Nhìn lại chặng đường hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Hậu Giang. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tối của truyền hình Hậu Giang. Hôm nay thứ Bảy ngày 2 tháng 1 năm 2016. Thưa quý vị, toàn tỉnh có hơn 4.300 doanh nghiệp lớn vừa và nhỏ đang hoạt động. Nhằm nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh cũng như thực hiện quy định về việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị xã hội tại doanh nghiệp. Vừa qua, Đảng ủy khối các doanh nghiệp cùng Ban quản lý khu công nghiệp và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hậu Giang đến thăm 3 doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn Lạc Tỷ 2, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dược phẩm Dược Hậu Giang và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thuốc thú y và chế phẩm sinh học Vimidrim nhân dịp năm mới 2016. Theo Nghị định 98 của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 24 tháng 10 năm 2014 quy định, các doanh nghiệp được thành lập từ 6 tháng trở lên sẽ phải thành lập các tổ chức chính trị. Hiện tại, 3 doanh nghiệp này vẫn chưa thành lập các tổ chức cơ sở đảng theo quy định do vướng mắc về số lượng đảng viên và điều kiện sinh hoạt. Theo thống kê Đảng ủy khối doanh nghiệp, hiện nay toàn tỉnh có 31 doanh nghiệp trong tổng số hơn 4.300 doanh nghiệp thành lập tổ chức cơ sở đảng với gần 1.500 đảng viên. Ngoài ra, tại mỗi điểm đến, đoàn đã ân cần thăm hỏi và gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể cán bộ, công nhân viên chức đang công tác tại 3 đơn vị, nhiều sức khỏe và động viên người lao động tiếp tục đóng góp sức mình cho sự phát triển của doanh nghiệp nói riêng và sự phát triển của tỉnh nói chung trong thời gian tới. Thưa quý vị, bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2016, thì các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Hậu Giang áp dụng thanh toán bảo hiểm y tế cho người dân khi đi khám chữa bệnh vào ngày nghỉ, ngày lễ và thông tư 40 của Bộ Y tế về thông tuyến khám chữa bệnh. Điều này không những giúp cho người tham gia bảo hiểm y tế được lựa chọn nơi khám chữa bệnh ban đầu, hưởng đúng quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế, mà còn góp phần cải thiện chất lượng phục vụ tại các bệnh viện. Theo đó, từ ngày 1 tháng 1 năm 2016, cho phép người tham gia bảo hiểm y tế có đăng ký khám chữa bệnh ban đầu ở một trạm y tế xã, phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện huyện thì được quyền đi khám chữa bệnh ở mọi bệnh viện tuyến huyện khác trên địa bàn tỉnh. Có nghĩa là khi đi khám ở phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện huyện thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán như trường hợp có giấy giới thiệu. Khi người tham gia bảo hiểm y tế đi khám chữa bệnh ở tuyến huyện, được bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh theo mức hưởng của từng đối tượng. Đặc biệt, người dân đi khám đúng hoặc trái tuyến đều được thanh toán bảo hiểm y tế 100%. Chương trình chính sách mới có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 thì sẽ góp phần nâng cao hơn nữa công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Thưa quý vị, với ý nghĩa trên, từ năm 2014, tỉnh ủy Hậu Giang đã chọn khâu đột phá là xây dựng, nâng cấp, sửa chữa 47 trạm y tế cơ sở, mua sắm trang thiết bị và đào tạo đội ngũ y bác sĩ để đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh cho người dân địa phương. Theo kế hoạch, mục tiêu xây dựng hoàn thành 47 trạm y tế này trong vòng 2 năm từ 2014 đến 2016. Vậy hiện nay tiến độ thực hiện ra sao? Phóng viên thời sự có ghi nhận sau đây. Những hình ảnh này không còn xa lạ với bà con thị trấn Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A. Mỗi lần đau bụng hay xây xát ngoài da, bà con trong xã đều tìm đến phòng khám đa khoa khu vực thị trấn Bảy Ngàn để nhờ đến sự giúp đỡ của các y bác sĩ. Từ khi phòng khám được đầu tư hơn 2 tỷ đồng để sửa chữa các phòng chức năng, mua sắm thêm trang thiết bị như máy siêu âm, máy đo điện tim, máy ly tâm, đáp ứng được nhu cầu điều trị bệnh của bà con. Bên cạnh đó, hiện nay phòng khám cũng đã cử 2 cán bộ đi học lớp chuyên sâu y sĩ đa khoa để có thể sử dụng thành thạo các thiết bị trên, phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của bà con khu vực nông thôn. Đặc biệt, trong năm 2016, khi thông tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, thì bệnh nhân ở những khu vực lân cận đến khám sẽ tăng lên. Thì nhìn chung là khi mà được hỗ trợ như vậy thì cái phòng khám nó được nâng chất lên. Tại vì bên cạnh cái lâm sàng thì có cận lâm sàng để hỗ trợ. Nên bà con cũng an tâm khi mà đến phòng khám đi khám chữa bệnh. Nhờ được Sở Y tế đầu tư hơn 2 tỷ 800 triệu đồng, xây dựng sửa chữa 10 phòng và xây mới 6 phòng chức năng,
mà công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu của bà con trong xã Di Bình, huyện Di Thủy được cải thiện đáng kể. Mỗi tháng, trạm tiếp hơn 250 lượt bệnh nhân đến khám và điều trị. Con số này đã tăng gần gấp 3 lần so với trước. Sau khi được nâng cấp sửa chữa thì nó khang trang hơn và cái khách đến với trạm y tế cũng cảm thấy là an tâm hơn. Nằm trong kế hoạch nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống y tế, trọng tâm là tuyến y tế cơ sở. Tỉnh Hậu Giang tập trung nâng cấp, xây mới 47 trạm y tế và mua sắm trang thiết bị với tổng mức đầu tư hơn 231 tỷ đồng. Đến nay đã có 38 trong tổng số 47 trạm y tế hoàn thành đưa vào sử dụng, cung cấp hoàn thành thiết bị dân phòng cho 73 trạm y tế, thiết bị y tế cho 7 phòng khám đa khoa khu vực. Còn lại 9 trạm y tế đang thi công xây dựng mới. Trong đó, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt thi công 4 trạm, dự kiến đến ngày 30 tháng 1 năm 2016. Riêng các công trình do Sở Y tế đầu tư với tổng kinh phí trên 144 tỷ đồng, đến nay đã hoàn thành 36 trạm, 5 trạm còn lại đang được đẩy nhanh tiến độ. Dự kiến tất cả sẽ hoàn thành vào ngày 30 tháng 2 năm 2016. Bên cạnh đó, Sở cũng triển khai gói thiết bị y tế cho 49 trạm y tế xã để lắp đặt hoàn thành vào ngày 20 tháng 1 năm 2016. Thì cơ bản các trạm thì đáp ứng được một đầy đủ các cái điều kiện về cơ sở vật chất cũng như là trang thiết bị cũng như về nguồn nhân lực. Về nguồn nhân lực thì có một số nơi thì nói chung là tuy nó còn ít thì Sở Y tế sẽ chỉ đạo cho các cái trung tâm y tế điều động bổ sung thêm, đặc biệt là cái bác sĩ cho các trạm y tế đó. Mục đích chính của Sở Y tế đòi hỏi ở các trạm là phải thay đổi cái phong cách phục vụ, coi người bệnh là cái trung tâm phục vụ, là đối tượng phục vụ, là khách hàng, để làm sao cái chăm sóc người bệnh được tốt hơn. Đầu tư cho hệ thống y tế cơ sở đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng tích cực của người dân. Sau khi tất cả 47 trạm y tế sửa chữa, xây mới hoàn thành, chất lượng khám, chữa bệnh ban đầu cho bà con nhân dân trong tỉnh sẽ được đảm bảo, góp phần giảm tải cho bệnh viện tuyến trên. Đặc biệt, việc thông tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đã được thực hiện, người dân sẽ có sự chọn lựa tốt hơn trong việc chăm sóc sức khỏe. Thưa quý vị và các bạn, vào ngày 6 tháng 1 tới đây, cả nước kỷ niệm 70 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam. Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 1 năm 1946, với tinh thần yêu nước nồng nàn và khí thế hào hùng của cách mạng tháng 8. Công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên trên khắp mọi miền của Tổ quốc, không phân biệt nam nữ, giàu nghèo, dân tộc, tôn giáo, chính kiến đã nô nức tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội lần đầu tiên, bất chấp sự chống phá của các thế lực xâm lược và chống đối. Thắng lợi của cuộc tổng tuyển cử đầu tiên đã khai sinh Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Trải qua 70 năm hình thành và phát triển, Quốc hội Việt Nam đã khẳng định vị trí, vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân. Tại Hậu Giang, vai trò trách nhiệm của người đại biểu dân cử luôn được khẳng định, nhất là trong việc giải quyết những bức xúc của nhân dân. Từ đó góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, tạo được niềm tin của nhân dân đối với người đại biểu dân cử. Chúng tôi thấy là cái lãnh đạo, các lãnh đạo địa phương. Qua 10 kỳ họp của Quốc hội khóa 13, đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Hậu Giang đã tích cực trong công tác đóng góp ý kiến xây dựng văn bản dự thảo luật và hiến pháp. Các đại biểu của tỉnh đã đóng góp hơn 358 lượt ý kiến chất vấn, trong đó có 15 ý kiến chất vấn trực tiếp Phó Thủ tướng Chính phủ và các bộ trưởng về các vấn đề được xã hội và bà con cử tri tại Hậu Giang quan tâm, như vấn đề hàng hóa kém chất lượng, chính sách người có công. Có thể nói, các ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội được Quốc hội chú ý lắng nghe, được đoàn chủ tịch, đoàn thư ký kỳ họp tiếp thu. Chúng tôi thấy là cái lãnh đạo, các lãnh đạo địa phương và nhân dân khi qua đi tiếp xúc cử tri thì thấy các cô các chú thì rất là cũng tín nhiệm các vị đại biểu Quốc hội, gửi gắm những cái tâm tư nguyện vọng, rồi trao đổi những cái băn khoăn trăn trở của địa phương, của đất nước. Từ đó mà các vị đại biểu Quốc hội cũng đã mang những cái ý kiến kiến nghị đó đến cho các cơ quan chức năng, đặc biệt là đến kỳ họp Quốc hội. Với sự đóng góp thẳng thắn và chân tình thông qua các buổi gặp gỡ tiếp xúc cử tri tại địa phương, trong nhiệm kỳ qua,
đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh ghi nhận gần 1.500 lượt ý kiến của cử tri phản ánh những vấn đề bức xúc trong xã hội như chính sách phát triển kinh tế, an sinh xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Những ý kiến của cử tri phần lớn đã được giải quyết. Tuy nhiên, vẫn còn một số kiến nghị và nguyên nhân khách quan vẫn còn tồn động. Đây là sự trăn trở của đoàn đại biểu Quốc hội. Mặc dù các vị đại biểu Quốc hội đã cố gắng nhiều, hay là bản thân tôi thì cũng đã có hết sức cố gắng, nhưng cũng chưa đáp ứng được hết những cái tấm lòng mong mỏi của cử tri. Nhiều cái kiến nghị của cử tri thì cũng chưa thể giải quyết hết được. Mặc dù các vị đại biểu thì cũng cố gắng để giải quyết kiến nghị, nhưng mà do cái khả năng thì cũng có hạn và ngân sách của Trung ương thì cũng chưa thể đáp ứng hết được những cái nhu cầu chính đáng, bức xúc của cử tri của cả nước, trong đó có cử tri của Hậu Giang. Với sự cầu thị, nghiêm túc, thẳng thắn, bà Nguyễn Thanh Thủy cho rằng đây sẽ là kinh nghiệm để các đại biểu Quốc hội nâng cao trách nhiệm, chất lượng trong công tác giám sát, đóng góp xây dựng các văn bản luật trong thời gian tới, để bà con cử tri gửi gắm nguyện vọng của mình. Những nội dung đáng chú ý tiếp theo trong chương trình thời sự tối nay. Nhiều người chọn du lịch sinh thái để thư giãn trong những ngày đầu năm mới. Người tử vong vì tai nạn giao thông trong cả nước ngày đầu năm mới là con số được ghi nhận trong tiết mục an toàn giao thông cuối tuần hôm nay. Tiếp theo là những thông tin về nông nghiệp. Thưa quý vị, bên cạnh thời tiết không thuận lợi cho việc xử lý trái nghịch vụ và một phần bị ảnh hưởng bệnh vàng lá thối rễ, nên năm nay sản lượng quýt đường trên địa bàn thị xã Long Mỹ đã giảm đáng kể, nhất là đối với sản lượng quýt phục vụ thị trường Tết Nguyên Đán. Dịp Tết Nguyên Đán năm nay trên địa bàn xã Long Trị chỉ có khoảng 20 chủ vườn có quýt để bán với sản lượng khoảng 6 tấn trái, giảm phân nửa so với năm trước. Hầu hết số lượng quýt bán vào dịp Tết đều là quýt chiết nên mẫu mã đẹp hơn. Hiện tại giá quýt bán tại vườn thì chỉ từ 20 đến 25 ngàn đồng một ký. Tuy nhiên vào thời điểm cận Tết thì giá quýt có thể tăng lên theo nhu cầu tiêu thụ. Thưa quý vị, trong những năm gần đây thì du lịch xanh ngày càng trở nên thịnh vượng bởi cảnh vật thiên nhiên luôn gần gũi và đặc biệt là tạo cho du khách có những cảm giác thư giãn sau những ngày làm việc mệt nhọc. Và nắm bắt được nhu cầu đó thì thời gian qua khu du lịch sinh thái Phú Hữu ở xã Phú Hữu của huyện Châu Thành đã tạo được sức hút mạnh mẽ đối với du khách trong và ngoài tỉnh. Bởi đây không chỉ là có cảnh đẹp, cây trái xum xuê mà còn tạo cho du khách cái cảm giác là khám phá trong những ngày đầu năm mới. Khu du lịch sinh thái Phú Hữu những ngày nghỉ Tết dương lịch đón tiếp trên 200 lượt khách mỗi ngày, tăng gấp 4 lần ngày thường. Khung cảnh thiên nhiên hữu tình của miền Tây sông nước cùng vườn trái cây đã chiếm trọn tình cảm của du khách. Ngày thường á, làm việc rất là mệt mỏi thì đi đến những cái khu du lịch này thì giúp cho cái tinh thần thoải mái. Thì cũng mong là sau này sẽ có những cái nhiều cái khu du lịch như thế này nữa. Mong muốn được trải nghiệm cùng hòa mình với thiên nhiên là thị hiếu của khách du lịch hiện nay. Nắm bắt được điều đó, khu du lịch sinh thái Phú Hữu đã đầu tư thêm một số sản phẩm mới theo hướng du lịch xanh như xuồng ba lá, tự làm những đặc sản địa phương. Sáng nay thì chú cũng đi khắp cái vườn trái cây ở đây thì thấy rõ ràng là cái vườn trái cây nó còn nguyên sinh. Đấy là một cái mà rất là hay. Chứ nếu mà là cải tạo mà nó theo cái hướng mới bây giờ, công nghiệp bây giờ thì rõ ràng là nó sẽ không thu hút được cái người du lịch. Đây là lần thứ hai mình đến với Hậu Giang. Và khi đến đây thì cái cảm nhận đầu tiên của mình á, là thấy ở đây thì nó gần gũi với thiên nhiên, cũng như là nó cũng chưa có khai thác hết, nên là thấy nó còn được cái vẻ đẹp mà hoang sơ một tí. Khi mà lên mạng thì tìm được cái địa điểm du lịch ở Hậu Giang này thì mình cũng đi với gia đình thử. Khu sinh thái Phú Hữu đang đầu tư tôn tạo để nâng cấp lên để phục vụ bà con Tết Nguyên Đán này. Khách đến đây sẽ vào vườn hái trái cây và có những trò chơi khác. Bên cạnh đây là có mở một cái nhà hàng khách sạn là 2 sao.
Theo đại diện khu du lịch sinh thái Phú Hữu, đợt nghỉ lễ dương lịch năm nay là cơ hội để đơn vị thăm dò khách hàng để chuẩn bị cho đợt nghỉ Tết Nguyên Đán sắp tới. Hiện tại, ngoài tập trung chăm sóc vườn cây ăn trái, đơn vị đang dần đầu tư hệ thống nhà nghỉ đặc trưng vùng sông nước Nam Bộ để giữ chân du khách. Thưa quý vị, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có quyết định gửi tất cả các tỉnh thành phố trong cả nước thông báo việc gia hạn sử dụng thẻ nhà báo giai đoạn 2011-2015 như sau. Gia hạn sử dụng thẻ nhà báo giai đoạn 2011-2015 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2016. Chánh văn phòng, Cục trưởng Cục Báo chí, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Thủ trưởng Cơ quan Chủ quản, người đứng đầu cơ quan báo chí và những người được cấp thẻ nhà báo giai đoạn 2011-2015 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Mở đầu bản tin an toàn giao thông cuối tuần hôm nay là phần tin tức về tình hình giao thông trong những ngày qua. Thưa quý vị, kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm 2016 kéo dài 3 ngày nên nhiều người dân tranh thủ về quê và đi du lịch. Do lượng người đổ về quá đông nên tại một số bến xe trên địa bàn thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra tình trạng ùn ứ. Chỉ trong ngày đầu năm mới thì cả nước đã xảy ra 38 vụ tai nạn giao thông, làm chết 22 người và bị thương 25 người. Tại một số điểm của Hà Nội đã xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài hơn 2 km. Mặc dù lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời để điều tiết, tuy nhiên do mật độ phương tiện quá đông nên sau gần 2 giờ, tình trạng ùn tắc vẫn chưa được giải quyết triệt để. Tình trạng chen lấn xô đẩy, nhồi nhét khách và đón trả khách sai quy định tại các bến xe diễn ra rất phổ biến. Tại thành phố Hồ Chí Minh, từ đầu giờ chiều 31 tháng 12, lượng phương tiện bắt đầu tăng dần. Chỉ sau một khoảng thời gian ngắn, tình trạng ùn ứ đã xảy ra trên nhiều tuyến đường. Đến 18 giờ, các ngã đường và bến xe miền Đông và miền Tây bị ùn tắc nghiêm trọng. Đến sáng qua, lực lượng cảnh sát giao thông đã được bố trí để điều tiết giao thông. Tại Hậu Giang, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông và không để xảy ra ùn tắc trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên Đán Bính Thân và lễ hội Xuân 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch cao điểm đảm bảo cho người dân vui xuân đón Tết. Theo đó, xây dựng phương án tối đa các phương tiện vận tải hành khách để đáp ứng nhu cầu đi lại cho người dân. Bố trí lực lượng điều tiết giao thông tại các nơi thường xuyên xảy ra xung đột giao thông. Chỉnh trang kết cấu hạ tầng giao thông tạo cảnh quan đô thị, rà soát hệ thống biển báo, cọc tiêu trên các tuyến giao thông thủy bộ. Các công trình dự án đang thi công dở dang phải đảm bảo an toàn giao thông. Tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Kịp thời xử lý việc mua bán lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, dốc cầu, vỉa hè và các hành vi chống người thi hành công vụ. Thưa quý vị, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2016, nhiều chính sách mới bắt đầu có hiệu lực, trong đó có các quy định ở lĩnh vực ô tô xe máy. Theo đó, việc khám sức khỏe cho người lái xe cũng sẽ theo tiêu chuẩn mới, áp dụng cùng lúc cho việc cấp đổi giấy phép lái xe. Một nét mới nữa là thời gian hiệu lực của giấy khám sức khỏe theo cách cũ là 1 năm, trong khi theo tiêu chuẩn mới chỉ có giá trị trong vòng 6 tháng. Đây là một thông tin khá quan trọng đối với người dân. Theo đó, tất cả mọi người lái xe xin cấp mới hoặc cấp đổi giấy phép lái xe sẽ phải qua hai bước khám sức khỏe, lâm sàng và cận lâm sàng. Bước khám lâm sàng sẽ có 8 nội dung đối với nam và 9 nội dung đối với nữ. Đó là khám về tâm thần, thần kinh, mắt, tai, mũi, họng, tim mạch, hô hấp, cơ xương khớp, nội tiết và thai sản dành cho nữ giới. Trong khi đó, bước khám cận lâm sàng sẽ tập trung chú trọng vào xét nghiệm ma túy và xét nghiệm nồng độ cồn trong máu hoặc trong hơi thở. Một số xét nghiệm đặc thù chỉ được thực hiện khi có chỉ định của bác sĩ khám sức khỏe, như các xét nghiệm liên quan đến huyết học, sinh hóa, X-quang. Mặc dù nội dung khám có khá nhiều hạng mục và đôi khi rất là chi tiết, thế nhưng điều đó không có nghĩa là khám sức khỏe theo tiêu chuẩn mới sẽ khó cho người dân. Và chúng tôi xin lấy nội dung khám mắt làm ví dụ. Theo tiêu chuẩn cũ, người một mắt không được cấp giấy phép lái xe, nhưng theo bộ tiêu chuẩn mới nhất, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 thì vẫn được cấp. Vâng, bởi vì đối chiếu với bản tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe theo tiêu chuẩn khám sức khỏe mới, nếu còn một mắt mà thị lực từ 4 trên 10 trở lên, kể cả điều chỉnh bằng kính thì vẫn có thể đủ điều kiện là lái xe hạng A1.
Và nếu còn một mắt thì lực từ 5 đến 10 trở lên thì vẫn đủ điều kiện lái xe hạng B1. Vâng, thưa quý vị, nội dung này cũng đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của truyền hình Hậu Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị có thể xem lại chương trình trên trang web hậugiangtv.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.